Chào bạn, người tính sẽ giới thiệu các bạn một cái ca Whitmore. Đây là Whitmore là đã cấy thuần rồi. Đấy, sau 24 giờ. Đấy, chúng ta thấy là phần lạc sau 24 giờ trên xô thì rất nhỏ. Đấy, chúng ta nghiêng nhẹ thì có ánh bạc. Và có mùi thơm nho. Đấy. Đây là chín sô cô la. Còn đây là chân thạch máu. Thạch máu chúng ta để ý kỹ thì mới có một số những cái dạng phần nạc rất nhỏ mà không tan máu. Nhưng kỹ thì có một số phần nạc thì có ánh bạc, mùi thơm nho. Ca bệnh nhân khác phần nạc này cũng nhỏ hơn một chút nhưng mà cũng có ánh bạc. Chúng ta nghiêng lên thì có cái ánh bạc của phần nạc nhỏ và chúng ta chưa thấy hiện tượng tan máu. Thì với Whitmore thì chúng ta phải để sau ít nhất là 48 giờ, thì 24 giờ thì chúng ta rất dễ bị bỏ sót, rất khó nhận diện.